Mến chào quý cô chú anh chị, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hôm nay em xin chia phép chia sẻ cho quý anh chị một căn nhà hai mặt tiền rất là thông thoáng nha anh chị, chỉ có giá là 3 tỷ thôi. Đó. Thì hiện tại em đang đi trên tuyến đường quốc lộ 1A anh chị, ngay cái khu vực mà cầu Bình Thuận là đoạn giao giữa Tân Kỳ, Tân Quý quốc lộ 1A nè, hoặc là trạm thu phí An Lạc, An Sương anh chị. Đó, anh chị nào mà ở khu vực Bình Tân thì chắc biết đoạn này. Đó. Nhà hôm nay em chia sẻ cho anh chị là được hai mặt tiền luôn đó. Thí dụ như trước đây á, cái địa chỉ cũ á anh chị, nó là hẻm 686 quốc lộ 1A, nhưng mà địa chỉ mới bây giờ á, là nó là mặt tiền đường bờ kênh nha anh chị. Nó đường thì xe tải rất là thông thoáng. Thì bây giờ em sẽ đi theo cái địa chỉ cũ là hẻm 686 để cho anh chị mình dễ hình dung hơn cái vị trí đó. Chút xíu nữa em sẽ quay cho anh chị thấy cái trục đường bờ kênh, mặt tiền đường bờ kênh anh chị, rất là rộng rãi thông thoáng. Khu vực này thì xe xe lưu thông rất là nhiều luôn anh chị. Xung quanh đây thì họ cũng dân cư ở đây họ cũng xây dựng hiện hữu hết rồi anh chị. Nhà mình á thì hiện tại là đang cho thuê, nhưng mà được cái là hai mặt tiền rất là thông thoáng, hai mặt tiền trước sau rất là thông thoáng anh chị. Hai mặt tiền là điều xe hơi xe tải vô được hết nha anh chị. Anh chị mua về ở cũng được, kinh doanh cũng rất là tuyệt vời luôn anh chị. Đó, đây đây là cái trục khu trục hẻm 686 nè. Đó, anh chị quẹo quẹo ra thì anh chị quẹo ra là anh chị thấy được cái đường bờ kênh nè, đúng không anh chị? Đó, đây đây là trục đường bờ kênh nè, anh chị thấy không, lưu lượng xe lưu thông rất là nhiều. Đây đó, xung quanh đây người ta anh chị nhìn thấy xung quanh đây họ xây nhà rất là nhiều luôn nè anh chị, đường rất là rộng rãi nha anh chị. Cái mặt tiền phía sau á, là anh chị đi theo chiếc xe tải đó, đó là ra sẽ ra mặt tiền phía sau. Tí nữa em sẽ chạy thực tế cho anh chị xem. Rồi bây giờ em đi tới vị trí căn nhà. Đây, căn nhà mình nằm bên tay phải á, anh chị. Đó, hiện tại thì đang cho thuê. Anh chị thấy không? Đường xá rộng rãi thông thoáng. Ở phía xa người ta xây nhà cao tầng rất là nhiều. Lượng xe thì cũng lưu lượng xe khu vực này cũng rất là đông á anh chị. Này, xung quanh này dân cư xung quanh này anh chị. Này thấy không? Họ xây dựng rất là nhiều hết rồi. Ở đây đây anh chị nhìn ra là quốc lộ 1A đó anh chị thấy không, nó quốc lộ 1A đó. Đây đây là quang cảnh xung quanh của căn nhà nè anh chị. Đó, nhà mình thì kết cấu á, là một trệt một lầu, ở trên nó sẽ có cái sân thượng nữa anh chị. Đó. diện tích của căn nhà là ngang 4 dài cho 6. Đó, hai mặt tiền trước sau là hiện hữu luôn rồi anh chị, không còn bị lộ giới nữa, tại vì nhà họ họ đã chừa lộ giới đầy đủ hết rồi, nhà mình công nhận đủ nha anh chị. Đó, bây giờ em sẽ đi ra vòng ra phía sau cho anh chị mình dễ dễ quan sát thực tế và trực tiếp. Anh chị nào quan tâm căn này á thì alo cho em theo số hotline bên dưới 0949 900 589. Đó, rồi mình cũng sẽ đi em hỗ trợ cho anh chị đi xem, cũng như là nhà chủ nhà họ dẫn mình vô coi quan sát bên trong nha anh chị. Này, đây là cái khu hẻm phía sau nè. Đó, hẻm phía sau nè, xe hơi rồi vô đây quay đầu thoải mái vô tư nha anh chị. Này, thì xung quanh đây họ đều xây nhà cao tầng hết nha anh chị. Dân cư thì hiện hữu rồi. Đó, em quay một vòng cho anh chị thấy không? Đó. Đó anh chị. Đó, xung quanh đây thì họ xây nhà hiện hữu rồi. À, xin cảm ơn anh chị đã xem hết video. À, anh chị nào có sản phẩm bất động sản cần ký gửi thì alo cho em theo số hotline bên dưới 0949 900 589. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.